chị mau ra khỏi đó đi. Chị nghe rõ không? Ta biết rõ ngươi là ai và ta muốn thách đấu với ngươi, Shinichi. Ngươi muốn gì hả? Ta đã giấu những quả bom khắp thành phố. Nếu ngươi từ chối tham gia cuộc chơi này, nói chân coi như Tokyo sẽ thất thủ. Quy to rồi. Nhà cửa, gia đình, người thân chúng ta đang bị đe dọa. Tất cả đem khẩn trương lên, không còn thời gian nữa đâu. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi làm hại bất cứ một ai đâu. Thám tử lừng danh Conan quả bom chọc trời phát sóng lúc 11 giờ, phát lại lúc 19 giờ 55 chủ nhật ngày 20 tháng 11 trên HTV.